Địa hình cát hay còn gọi là địa hình cát ít tơ, đó thật chất là tác dụng biến đổi của nước lên đá hòa tan, nước ngầm và nước bề mặt thông qua sự hòa tan và lắng động của đá, đồng thời dưới tác dụng của trọng lực làm tạo ra các địa hình có đặc điểm khác nhau. Kiểu địa hình cát điển hình nhất trên thế giới nằm ở Quảng Tây Quý Châu Vân Nam Trung Quốc, đá hòa tan chủ yếu là đá vôi, thành phần chính của nó là canxi cacbonat. Hàng trăm triệu năm trước, một lượng lớn sinh vật biển chết và lắng động dưới đáy biển. Theo thời gian đá cacbonat được hình thành, khi vỏ trái đất trồi lên đá carbonat lộ ra trên bề mặt và trải qua sự xói mòn và biến đổi liên tục bởi dòng nước chảy quá trình hóa học cụ thể đó là phản ứng của canxi carbonat với nước và carbon dioxide canxi bicarbonat được tạo ra và hòa tan trong nước chú ý quá trình này có thể đảo ngược khi carbon dioxide trong nước và không khí giảm canxi carbonat sẽ kết tủa vì vậy trong quá trình này hình thành các dạng địa hình cát các dạng địa hình hòa tan hiện hữu ngoài ra còn có các dạng địa hình trầm tích nhưng nó chủ yếu bị chi phối bởi địa hình hòa tan đầu tiên hãy theo dõi quá trình xói mòn thô ở phần trên mặt đất tạo thành những đỉnh núi độc lập đây là lớp đá các bô nát bị bào mòn bởi nước bề mặt quá trình này diễn ra liên tục địa hình điển hình nhất trong đó có những hàng đá có hình thù kỳ lạ và những đỉnh núi nhấp nhô đây là dạng địa hình trầm tích trên mặt đất còn được gọi là chơi vơ tai tiếp theo là núi đá vôi ngầm khi nước bề mặt thấm vào đất theo các vết nứt sẽ hình thành các tổ ong sông ngầm do bề mặt bị hòa tan và sụp đổ một số carbonat trong hang cũng sẽ kết tủa do hơi nước bốc hơi tích tụ thành nhũ đá măng đá và cột đá cuối cùng hình thành núi đá vôi gồ ghề và sông ngầm phức tạp làm diện tích canh tác bị thu hẹp gây khó khăn về xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng khác